Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay thì như các bác có thể nhìn thấy ở trên Facebook thì đó chính là cái bài phân tích của cổ phiếu VinFast. Và xin thưa với các bác rằng số cổ phiếu VinFast thì hiện nay là như các bác có thể nhìn thấy ở trên cái Facebook Chu Hồng Quý thì có nói thế này. Thì VinFast đã giảm 0,3 tức là 7,58% xuống còn 3,66 đô la Mỹ. Và tại sao nó lại như vậy? Bởi vì theo tư liệu thì lỗ quý 2 của VinFast là tăng mạnh. VinFast với mã cổ phiếu VFS thì đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Và vừa rồi thì VFS đã phải công bố cái số liệu báo cáo kinh doanh quý 2 và số liệu thì như sau. VinFast thì lỗ ròng quý 2 2024 thì tăng 39,7% so với cùng kỳ. Lỗ lũy kế thì là 9,23 tỷ đô la Mỹ. Và VinFast thì vừa gửi báo cáo kinh doanh quý 2 chưa kiểm toán lên Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ, tức là SEC. Trong đó có một số thông tin đáng lưu ý. Một thì là doanh số. Quý 2 2024 thì đã bán được 13.100 ô tô xe điện. Trong đó thì là 13.100 ô tô điện và 13.000 xe máy điện. Trong đó 51% ô tô điện và 33% xe máy điện thì được bán cho các công ty con trong tập đoàn Vingroup, ví dụ như là Xanh SM. Kiểu như là bán từ túi phải, nghĩa là túi phải bán sang túi trái, hay chúng ta gọi là tay phải bán sang tay trái. 51% đó thì còn chưa kể số xe dùng để khuyến mại cho khách hàng mua nhà, kiểu bán bia kèm đậu phộng, có thể được tính vào doanh số 13.100 xe này. Tổng xe ô tô điện đã bán trong 6 tháng đầu năm thì là 23.000 xe, so với mục tiêu ban đầu cả năm thì là năm 2024 ấy thì là 100.000 xe, và sau đó thì được điều chỉnh xuống là 80.000 xe. Tổng doanh thu thì là 357 triệu đô la Mỹ, trong đó có 317 triệu đô la Mỹ thì đến từ việc bán xe, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2023. Tổng tài sản thì là 6,15 tỷ đô la Mỹ tính đến 30 tháng 6 2024, so với mức là 6,06 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 tính đến 30 tháng 3 2024. Và về số lỗ thì lỗ ròng trong quý 2 thì là 773 triệu đô la Mỹ, tăng 39,7% so với cùng kỳ 2023. Lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì là 1,38 tỷ đô la Mỹ. Lỗ lũy kế từ khi VFS, nghĩa là từ khi VinFast hoạt động á, tới nay á thì là 9,23 tỷ đô. Về chi phí trong quý 2 thì chi phí R&D thì là 109 triệu đô la Mỹ. Chi phí bán hàng thì là 62,7 triệu đô la Mỹ. Chi phí hành chính thì là 95,3 triệu đô la Mỹ. Chi phí tài chính thì là 186 triệu đô la Mỹ, và các chi phí hoạt động khác thì là 60 triệu đô la Mỹ. Về số nợ thì là tổng nợ là 9,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó nợ ngắn hạn thì là 6,7 tỷ đô la Mỹ và nợ dài hạn thì là 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tổng lượng tiền mặt mà các khoản tương đương tiền tại ngày 30 tháng 6 2024 thì là 98 triệu đô la Mỹ, và cái nguồn này thì được lấy từ Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC. Và sau khi VinFast công bố báo cáo tài chính quý 2 2024 thì cổ phiếu VinFast đã giảm 7,5% xuống mức 3,66 đô la Mỹ một cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 năm 2024. Và hiện cổ phiếu VFS thì đã mất giá đến 95% giá trị so với mức đỉnh mà VFS sáng lập cho ngày 28 tháng 8 2023, với giá là 82,35 đô la Mỹ một cổ phiếu. Và tất nhiên thì Vinhome vẫn còn quỹ đất lên tới 21.780 hecta, và chắc chắn là dư tiền để mà nuôi VinFast. Ở đây tôi không có bàn cái chuyện là VinFast như thế nào, nhưng mà tôi bàn cái chuyện rằng là cách đây một năm chúng ta đã lên đồng về VinFast như thế nào. Tôi nhớ cách đây một năm tôi đã rất, có thể nói rằng là rất là bức xúc khi mà các báo chí hàng loạt
lập tức là đặt ra những cái tiêu đề, thậm chí là đếm số tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 40 mấy tỷ đô la Mỹ. Sau khi mà VinFast với mã VFS được niêm yết, họ được đẩy lên với cái giá là hơn 80 đô la Mỹ một cổ phiếu. Lúc đó chúng ta chỉ sau đúng hai cái hãng ô tô, tức là hãng ô tô Tesla là xe điện và Toyota là hai cái hãng có thể nói rằng là hoành tráng của toàn cầu. Thế cho nên ấy, lúc đấy tôi phản đối cái việc lên đồng như vậy là bởi vì có mấy lý do như sau. Lý do thứ nhất là cái lượng cổ phiếu lưu hành của, tức là mã cổ phiếu VFS được lưu hành ấy, thì nó rất rất bé và có thể bị thao túng. Nó rất thấp, cho nên bao giờ nó phải lưu hành được trên 30% cổ phiếu thì lúc đó chúng ta mới tính được rằng giá cổ phiếu là bao nhiêu. Và VFS lúc đó thì lưu hành rất là thấp, cho nên là có thể khả năng bị đẩy giá lên rất là cao, bởi vì người ta chỉ cần vài chục triệu đô, trăm triệu đô là người ta có thể rằng là đẩy cái giá cổ phiếu lên ngất ngưỡng. Và cái giá trị của công ty sau khi bị đẩy như vậy á, thì cũng giống như kiểu là cái mã ROS của anh Quyết còi ấy. Tức là nó giá trị là không thật, không thật. Cho nên cái việc mà báo chí Việt Nam cũng với cả rất nhiều người là lên tiếng ca ngợi cái việc đó, tôi cho rằng là nó như là một cái liều thuốc độc du ngủ dân tộc, du ngủ quốc gia. Thà rằng chúng ta âm thầm xuất hiện rồi chúng ta lớn mạnh lên, mã cổ phiếu lúc đầu từ 2 đô la Mỹ có thể lên thành 3 đô la Mỹ, rồi 5 đô la Mỹ, rồi 15 đô la Mỹ, rồi 20, rồi là 40 đô la Mỹ, rồi có thể là ở trung bình mức 30 đô la Mỹ, thì chúng ta sẽ gây ấn tượng với thế giới nhiều hơn là chúng ta đẩy nó lên thành hơn 80 đô la Mỹ rồi cuối cùng như bây giờ. Nó chưa, trong thời gian gần đây thì hiếm khi nó vượt được cái giá là 4 đô la Mỹ. Như vậy chúng ta mang đi một cái thứ mà người ta sẽ nghi ngại về những cái chiêu trò của cổ phiếu Việt Nam, chứ không phải là chúng ta mang đi một cái sản phẩm chất lượng đó. Chúng ta mang tới cho họ để họ nhớ tới giá cổ phiếu bị nhảy múa, chứ không phải nhớ tới một chiếc xe VinFast chất lượng chạy đầy đường với nhiều công nghệ kiểu như vậy. Tức là người ta nhìn vào sản phẩm chứ người ta không nhìn vào giá cổ phiếu. Nhưng đây thay vì nhìn vào sản phẩm, người ta lại nhìn vào giá cổ phiếu. Và báo chí Việt Nam đợt đó lên đồng rất kinh. Và mỗi khi tôi nói về cái chuyện đó thì luôn luôn có một cái đội ngũ vào và nói rằng là mày tự nhục à, hay là mày nói kia à. Thì không biết là sau một năm, cái đội ngũ mà chuyên đi chửi người khác, rồi những cái câu như là mày làm được những người ta chưa mà nói, rồi mày thế nọ, mày thế kia, thì bây giờ các bác có thể thấy những cái điều tiên đoán của tôi đã trở thành sự thật. Và không biết đội đấy bây giờ giải thích cái chuyện gì về cái việc này, về giá cổ phiếu như thế này. Và hiện nay là bao nhiêu con xe đã được bán ra nước ngoài, bao nhiêu con xe đã được bán ra nước ngoài, và chúng ta đã thu được bao nhiêu ngoại tệ từ việc bán những con xe đó. Và so với cái giá ngoại tệ mà chúng ta phải xuất ra nước ngoài để chúng ta mua về các linh kiện, rồi các vân vân và mấy mây, thì so với số thu về và cái số chi ra thì hiện nay chúng ta đã âm hay chúng ta đang dương. Tức là theo lời của họ thì chúng ta sẽ mang ngoại tệ về cho Việt Nam. Thế bây giờ chúng ta đang mang về cho Việt Nam hay chúng ta đang mất nhiều ngoại tệ hơn cho cái việc này? Rõ ràng cái câu chuyện truyền thông là một cái câu chuyện mà tôi cho rằng là ai mà có một tính chất là yêu đảng, mến đảng, vì đất nước, vì dân tộc thì sẽ phải lên tiếng phản biện. Bởi vì phản biện là mới tạo ra cái sự phát triển theo đúng triết học của Marx Lê. Đó. Chứ không phải là chúng ta khen nhau rồi rằng là du ngủ nhau bằng những cái lời có cánh thì mới là cái sự phát triển đâu. Giống như con người chúng ta hoàn thiện hơn nhờ sửa chữa những cái điểm chưa tốt. Chưa tốt có thể do chúng ta tự nhận ra, do người khác chỉ ra cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta tự khen chúng ta là tốt đẹp. Đó. Không biết nhiều người trước đây xông vào chửi kênh Trang Trang TV và rất nhiều người khác là tự nhục, là nọ kia như thế nào, là không yêu nước, là vân vân. Thì bây giờ hãy thử nhìn giá cổ phiếu này, hãy nhìn những số lỗ để chúng ta xem rằng là có cơ hội gì không. Bởi vì để làm ra một chiếc xe điện nó không phải là dễ. Chúng ta quen kiểu là đi tắt đón đầu một phát như lớn như thánh gióng, có thể bùng một phát như thánh gióng, mà chúng ta quên mất rằng có những ngành nghề người ta cần lịch sử,
cần lịch sử, cần cái sự trau dồi nhiều năm. Không phải tự nhiên một lúc ông nhảy lên một phát là thành được đâu, mà nó phải nhiều năm, nhiều năm, nhiều nhiều năm thì mới có thể là phát triển được. Có những cái thứ nó không mua được bằng tiền, xin thưa với các bạn, có những thứ không mua được bằng tiền đâu. Đó, đó là giá trị chất xám, đạo đức, văn hóa con người, những thứ đó không mua được bằng tiền, và thương hiệu nó cũng từ những cái thứ đó mà ra. Đôi điều chia sẻ với các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.